Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cần TV. Thì hôm nay em trai em ở đâu em? Em ở quận 9. Quận 9 hả? Rồi, có đặt lịch với mình trước và hình như cũng mới đặt lịch đó hồi sáng này thôi đúng không? Đúng rồi. Em tên gì? Em Văn. Văn hả? Dạ. Rồi ok. Thì muốn gặp mình để mình cắt đơn giản cái đầu này thì không có một góc độ nào để diễn tả được hết. Thì nó hơi, mình thấy nó hơi mất tự nhiên một tí. Mình không nói là xấu nhưng mình thấy nó hơi mất tự nhiên tại vì cái ngấn nó quá rõ với những cái phần này. Dạ. Bây giờ mình sẽ tư vấn để cắt lại. Chăm hỏi là đợt này em muốn cắt sao? Nói về diễn tả cái ý của em trước đi rồi anh sẽ tư vấn, chứ không phải là anh nói cái ý của em đâu, nhưng mà anh sẽ tư vấn. Dạ, em muốn cắt hơi ngắn một chút cho mát một chút. Ngắn, à, ngắn có thể cắt Sabat Classic. Sabat cổ điển, Sabat vuốt ngược lên hả? Dạ. Đúng không? Dạ. Vuốt vuốt lên luôn đúng không? Dạ. Rồi là cái này phải dùng keo sáp á nha. Dạ, em thường dùng Bomex. Bomex đúng không? Ok, vậy dùng Bomex rồi thì được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt Sabat cổ điển ha. Rồi, ok, cái tóc hồi trước nhuộm màu gì đó? Nhuộm màu nâu đỏ. Nâu đỏ hả? Rồi, ok, giờ bắt đầu nha. À, bây giờ em thấy kiểu tóc này xong được không? Quá đẹp anh ơi. Cho mình cái khăn xíu nha anh Man nè. Cho mình cái khăn như vụ. Ây, một em trai Nha Trang đã hoàn thành xong mái tóc này. Nếu mọi người nữa thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh YouTube Quốc Cường TV nhé. Và bây giờ thì hai anh em xin chào khán giả một cái coi nè. Chào khán giả, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Bye bye. Bye mọi người. Và bây giờ sẽ nhờ cameraman quay cái thành phẩm cho mọi người cùng xem nhé. Bắt đầu.